quý khán giả thân mến. Dưới những làn sóng âm ỉ của Biển Đông, khi những con tàu cá Việt Nam vẫn lên đên trên vùng biển quê hương, một cuộc chiến âm thầm nhưng tàn khốc đã bắt đầu. Cuộc chiến không khói lửa, không tiếng súng, nhưng đẫm mồ hôi, máu và nước mắt. Những đợt tấn công từ Trung Quốc nhắm vào tàu cá Việt Nam không chỉ là những cuộc đụng độ đơn thuần. Chúng ẩn chứa một kế hoạch đáng sợ khi kẻ thù âm thầm len lỏi qua từng cơn gió biển để gieo rắc hiểm nguy cho từng bữa ăn, từng ngụm nước trên đất mẹ Việt Nam. Những con tàu trở về không chỉ mang trên mình nỗi đau bị xâm phạm chủ quyền, mà còn chất chứa nỗi lo ngại về một loại chiến tranh khác, chiến tranh thực phẩm. Những ngày qua, dòng chảy của những mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đột ngột tràn ngập thị trường Việt Nam, từ những khu chợ dân sinh cho đến các siêu thị lớn nhỏ. Thực phẩm giá rẻ, mẫu mã hấp dẫn, thậm chí có những món ăn nhìn bề ngoài không khác gì đặc sản của đất Việt. Nhưng bên trong, ẩn chứa một loại độc dược vô hình, len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu của con người Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện về sự mất kiểm soát trong khâu nhập khẩu, mà còn là hồi chuông cảnh báo về một kế hoạch tinh vi nhằm hủy hoại sức khỏe và sinh mạng của hàng triệu con người. Giữa những dòng tin tức hàng ngày về kinh tế, xã hội, ai sẽ để ý đến những gói bánh, những trái cây tưởng chừng vô hại kia? Ai sẽ nghi ngờ rằng đằng sau những món hàng bình dị lại là cả một âm mưu độc ác? Những người mẹ, người cha, người bà, người ông, ai cũng vô tư đưa tay lựa chọn mà không hay biết rằng đó có thể là khởi nguồn của những căn bệnh, của nỗi đau mà chỉ vài năm nữa sẽ trở thành hiện thực đáng sợ. Và chúng ta, những người tiêu dùng Việt Nam, đang dần trở thành nạn nhân của một trò chơi tàn bạo, một cuộc chiến mà chúng ta chưa hề chuẩn bị để đối mặt. Liệu chúng ta có thể tiếp tục im lặng, để rồi chính bàn tay chúng ta góp phần làm cho âm mưu đó trở thành hiện thực? Khi những bữa ăn tưởng chừng vô hại lại là cách để kẻ thù hủy hoại tương lai của một dân tộc, ai sẽ đứng lên ngăn chặn điều đó? Hãy tưởng tượng một ngày khi chúng ta nhìn vào bàn ăn của gia đình, không còn thấy đó là niềm hạnh phúc mà lại là sự nghi ngờ, là nỗi sợ hãi. Điều này không còn là một giả thuyết xa vời mà đang dần hiện hữu ngay trước mắt mỗi gia đình Việt Nam. Vậy, những loại thực phẩm đó là gì? Ai đứng sau những toan tính này? Và liệu rằng đây có phải chỉ là một ngẫu nhiên hay thực sự là một âm mưu được toan tính kỹ lưỡng? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi vén bức màn bí mật này để hiểu rõ hơn về những loại thực phẩm nguy hiểm đang âm thầm xâm lấn và cùng lên tiếng để bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta và những thế hệ mai sau. Câu chuyện về hàng Trung Quốc độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam không còn xa lạ, nhưng sự thật đáng báo động là tình trạng này đang ngày càng trầm trọng hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia kinh tế thẳng thắn cho rằng Việt Nam đang trở thành một bãi phế thải cho hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc. Mỗi ngày, hàng trăm tấn hàng lậu không rõ nguồn gốc vẫn ào ạt đổ về từ các cửa khẩu biên giới, bao gồm từ nho Trung Quốc đội lốt nho Việt được bán với giá gấp 10 lần, đến những loại hoa quả như táo, lê, cam, quýt chứa chất gây ung thư đang chễm chệ trên các sạp hàng từ siêu thị lớn đến các quầy bán lẻ. Đáng lo ngại hơn, đồ chơi trẻ em và áo ngực phụ nữ từ Trung Quốc có chứa các chất độc hại đe dọa đến sức khỏe hệ sinh sản và sự phát triển của não bộ trẻ nhỏ. Trứng gà nhập từ Trung Quốc có tồn dư kháng sinh tràn lan tại các chợ từ giá 500 đồng khi nhập nay bán lên đến 3.000 đồng một quả. Gà thải loại ngâm hóa chất bảo quản để giữ tươi suốt 4 tháng, vô tình xuất hiện trên bàn ăn của không ít nhà hàng. Các nội tạng động vật bị tẩm chất độc cũng dần trở thành đặc sản phổ biến tại các quán ăn trên khắp cả nước. Gần đây, các loại thủy sản như tôm, cua, ốc, lươn, Trung Quốc nhập lậu cũng lan tràn, khiến người tiêu dùng hoang mang về chất lượng của những mặt hàng này. Mặc cho hàng loạt cảnh báo về nguy cơ và chất lượng đáng lo ngại của hàng hóa này, dòng hàng Trung Quốc nhập lậu vẫn tiếp tục đổ về Việt Nam mỗi ngày. Giá rẻ, mẫu mã phong phú, nhưng chính những mặt hàng này đang dần lũng đoạn thị trường tiêu dùng Việt, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng. Dưới đây là 8 loại thực phẩm xuất xứ từ Trung Quốc mà các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên tránh xa. Đầu tiên là trái cây. Trên thị trường hiện nay, không khó để thấy những loại trái cây giá siêu rẻ, phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dù không chứa chất gây phá hủy nội tạng ngay lập tức, những loại trái cây này được bảo quản bằng hóa chất độc hại, ngấm sâu vào ruột quả, đe dọa gan và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Đối với cam quýt, lá và cuống thường dụng nếu bị ngâm thuốc bảo quản. Còn táo lê sẽ có vỏ xỉn màu, cứng và cuống chẳng chịt đốm đen nếu bị ngâm chất bảo quản. Thứ hai là cá rô phi. Theo một tờ báo Pháp, nguồn cá rô phi từ Trung Quốc dùng để chế biến thực phẩm đông lạnh chứa nhiều chất cấm và kháng sinh độc hại, gây nguy hại cho sức khỏe. Dù các cơ quan nhập khẩu có giám sát chặt chẽ, nhưng chất lượng khó đảm bảo do các hộ nuôi nhỏ lẻ không kiểm soát nguồn gốc và chất lượng. Những người nuôi cá biết rõ nguy cơ của việc sử dụng hormone và kháng sinh quá liều để cá sống sót trong môi trường đầy bẩn thỉu. Họ thậm chí không cho con cái của mình ăn cá mà chính họ nuôi, vì biết rằng có những em bé mới lên 7 đã phải đối mặt với hệ lụy dậy thì sớm do lượng hormone cao ngất ngưởng. Và ở đâu đó câu hỏi, cá rô phi từ Trung Quốc đã len lỏi vào thị trường Việt Nam chưa?
vẫn còn bỏ ngỏ. Dù nhà quản lý thị trường trấn an rằng phần lớn cá rô phi tại các chợ là từ nguồn nuôi trong nước, nhưng thực tế, hàng Trung Quốc không thiếu con đường để trà trộn vào Việt Nam, khiến cho ai cũng không khỏi thận trọng. Trong khi đó, hạt trân châu dẻo dai trong món trà sữa hot trend khiến giới trẻ mê mẩn vì vị thơm và màu sắc đẹp mắt, nhưng ít ai biết rằng bên trong chúng chứa đầy chất độc hại, clo, sunfat, nhựa polymer và cả bột sữa công nghiệp. Cơn sốt về trân châu lắng xuống sau tin tức kinh hoàng về các hạt polymer từ Trung Quốc, nhưng sản phẩm này vẫn có thể được bày bán một cách lén lút, thu hút những người tiêu dùng ưa chuộng giá rẻ. Chuyên gia cảnh báo rằng hạt trân châu còn chứa các chất như chì, thủy ngân và thạch tín, những yếu tố gây ung thư và đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Đáng sợ hơn, một trường hợp bé trai tử vong do hóc hạt trân châu đã xảy ra ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tưởng chừng những hạt tròn đen bóng ấy vô hại, nhưng chúng lại là cái bẫy tử thần cho những đứa trẻ không may bị nghẹt khi hút bằng ống hút. Chưa hết, một cuộc kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và tiêu hủy gần 1 tấn sa tế chứa độc chất gây ung thư được bày bán tràn lan tại các chợ lớn như Bình Tây và Trần Bình. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy những loại gia vị này nhiễm hóa chất Ramin B với hàm lượng đáng báo động từ 12,8 mg/1 kg đến 680,975 mg/1 kg. Chất bị nghiêm cấm dùng trong thực phẩm vì đây là hóa chất chỉ sử dụng trong ngành nhuộm dệt. Chợ Kim Biên, nguồn cung hương liệu và gia vị lớn nhất của thành phố, đã trở thành điểm đen về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại đây, người mua dễ dàng tìm thấy đủ loại gia vị và hương liệu, nhưng hầu như không ai có thể chắc chắn về xuất xứ, chất lượng hay mục đích thật sự của chúng. Tuy nhiên, theo nhiều người bán hàng tiết lộ, nhiều loại gia vị, hương liệu và nấm tươi trên thị trường có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, nơi giá thành sản xuất thấp và nguồn cung cấp không hề khan hiếm. Nhưng điều gì đang thực sự xảy ra bên trong những sản phẩm này? Không chỉ có giá rẻ, các hương liệu và chất tạo mùi được sử dụng trong thực phẩm còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Những chất này nếu không tuân thủ nghiêm ngặt về liều lượng khi sản xuất, có thể trở thành chất độc cho cơ thể người. Dù được sử dụng để tăng hương vị, đa số các loại chất tạo mùi trên thị trường lại không được chế biến dành riêng cho thực phẩm và thậm chí còn chứa các hóa chất công nghiệp nặng. Nếu tiêu thụ lâu dài, chúng sẽ tích tụ trong cơ thể, gây rối loạn chức năng và nguy hiểm nhất là nguy cơ ung thư. Càng đáng sợ hơn khi nấm tươi, một mặt hàng quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt, lại được liệt kê vào danh sách những thực phẩm độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại Phúc Kiến, một tỉnh phía đông nam Trung Quốc, 35 tấn nấm đã bị phát hiện và thu giữ vì được ngâm trong axit citric công nghiệp, một loại hóa chất có khả năng bảo quản nấm tươi lâu đến tận 1 năm, nhưng cũng là mối đe dọa cho hệ thần kinh con người. Sử dụng axit này có thể giúp giảm giá thành, nhưng lại gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe người tiêu dùng. Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy từ Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phần lớn các loại gia vị không rõ nguồn gốc trên thị trường đều được tạo ra từ hóa chất nhằm đánh lừa vị giác, nhưng lại hoàn toàn thiếu giá trị dinh dưỡng. Những hóa chất này có nguy cơ gây dị ứng, tích tụ trong cơ thể và có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt đáng chú ý là hơn 80% nấm bày bán tại Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc và hầu hết đã qua xử lý bằng phương pháp bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng. Trước nguy cơ tiềm ẩn này, người tiêu dùng cần cẩn trọng. Các chuyên gia khuyến cáo rằng, để bảo vệ sức khỏe, hãy tránh xa các sản phẩm thực phẩm có mùi thơm nồng, vì đó có thể là dấu hiệu của hương liệu nhân tạo. Đặc biệt, cần cảnh giác với nấm tươi và nấm đóng hộp không rõ nguồn gốc, vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe của cả gia đình. Thực phẩm bẩn không còn là vấn đề mới, nhưng những thông tin về dầu ăn tái chế, tỏi nhiễm độc hay nước ép táo chứa thạch tín khi được phơi bày vẫn khiến người tiêu dùng phải giật mình. Trung Quốc, một trong những quốc gia xuất khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới, lại đang cung cấp các sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Bắt đầu với dầu ăn, một tờ báo uy tín cho biết rằng có đến 1/10 lượng dầu ăn ở Trung Quốc được tái chế từ dầu thải tại nhà hàng và quán ăn. Loại dầu có thể chứa chất gây ung thư nguy hiểm, apelin. Chỉ cần hấp thụ 2,5 microgram apelin mỗi ngày trong vòng 89 ngày, ung thư gan có thể xuất hiện. Không chỉ dừng lại ở đó, apelin còn có khả năng gây ra các loại ung thư nguy hiểm khác như ung thư dạ dày, thận, trực tràng và ung thư vú. Về tỏi, một loại gia vị tưởng như vô hại cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hơn 80% tỏi trên thị trường toàn cầu có xuất xứ từ Trung Quốc và có thể đã qua xử lý bằng methylbromine, một hóa chất độc hại có thể gây hại cho hệ hô hấp và thần kinh trung ương. Người tiêu dùng tại Việt Nam cần lưu ý rằng tỏi Trung Quốc thường có màu trắng ngà vàng, dễ bóc vỏ, vị hăng và không thơm, trong khi tỏi Việt có màu trắng tím, kích thước nhỏ hơn, khó bóc vỏ và có mùi thơm cay đặc trưng. Ngay cả nước ép táo, một loại thức uống được xem là lành mạnh, cũng không phải ngoại lệ. Khoảng 50% nước ép táo trên thị trường Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, một quốc gia sản xuất thuốc trừ sâu lớn, nơi mà việc sử dụng hóa chất độc hại trong nông nghiệp vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thạch tín, một kim loại nặng có thể gây ung thư.
có thể tồn tại trong từng hộp nước ép mà chúng ta vô tình để con trẻ sử dụng. Mặc dù người tiêu dùng đã rất cẩn trọng với hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nguồn gốc các loại nước ép trái cây thì ít người quan tâm. Bà con chú ý, nội tạng sắp nguy hiểm nếu sáng dậy có dấu hiệu này. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể thực hiện rất nhiều công đoạn bài tiết và trao đổi chất, loại bỏ các độc tố, tiếp nhận dinh dưỡng và sửa chữa những sai sót. Sau khi tỉnh dậy, nếu soi gương, bạn có thể thấy tóc bóng dầu hoặc vết gạo, da nhờn hoặc khô hơn, mặt tái sạm, miệng có vị lạ và hơi thở có mùi. Theo đông y, mùi vị xuất hiện trong miệng vào buổi sáng là dấu hiệu cảnh báo về những căn bệnh nội tạng rất đáng chú ý. Hãy dựa vào những gợi ý này để phòng bệnh sớm. Sau đây là một số cách đơn giản để tự khám bệnh cho mình. Đó là cảm nhận những mùi vị khác nhau của nước bọt sau khi ngủ dậy. Đừng bỏ qua. Dấu hiệu thứ nhất, miệng có vị đắng. Hãy coi chừng viêm gan, sỏi mật. Tình trạng đắng miệng thường gặp ở nhiều người, gây cảm giác khó chịu, ăn uống giảm sút và ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tượng đắng miệng buổi sáng có thể là hậu quả của các bệnh lý như sốt, cảm lạnh, suy nhược cơ thể hoặc do sức đề kháng giảm. Đặc biệt, nếu nước bọt có vị đắng hoặc nước tiểu màu vàng đặc, có thể gan bị nóng, dẫn đến viêm. Nếu đắng miệng kèm theo cảm giác sưng phù ở sườn phải hoặc cảm giác khó chịu sau khi ăn nhiều dầu mỡ, hãy kiểm tra nguy cơ sỏi mật. Dấu hiệu thứ hai, miệng có vị ngọt, cảnh báo bệnh tiểu đường đang hình thành. Khác với dư vị từ thực phẩm chứa đường, vị ngọt dai dẳng trong miệng thường xuất phát từ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Trong đó, bệnh tiểu đường là nguyên nhân phổ biến. Bệnh này ảnh hưởng đến khả năng cơ thể sử dụng insulin, tác động trực tiếp đến kiểm soát đường trong máu. Khi miệng có vị ngọt, đây cũng có thể là biểu hiện của lá lách bị tích nhiệt. Đây là dấu hiệu khuyên bạn nên ăn thêm rau xanh, hạn chế thịt và thực phẩm dầu mỡ, đồng thời tăng cường tập thể dục và tránh thức khuya. Nếu tình trạng miệng ngọt kéo dài kèm theo khát nước và tiểu nhiều, hãy cẩn thận với bệnh tiểu đường. Dấu hiệu thứ ba, miệng có vị mặn, có thể thận đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu sau khi ngủ dậy, bạn nuốt nước bọt và nhận thấy vị mặn, đây có thể là dấu hiệu của thận suy nhược. Nếu kèm theo triệu chứng đi tiểu nhiều, đau mỏi lưng và eo, sợ lạnh, mệt mỏi, bạn cần nhanh chóng đi khám thận. Sự cân bằng muối và nước trong cơ thể bị phá vỡ khi nước bọt có vị mặn và có thể còn kèm theo các triệu chứng mất nước như mệt mỏi, chóng mặt và nước tiểu màu vàng. Đôi khi, bệnh trào ngược dạ dày cũng gây ra cảm giác mặn hoặc đắng kéo dài trong miệng. Dấu hiệu thứ tư, miệng có vị chua. Dạ dày khó tiêu, hệ tiêu hóa gặp rắc rối. Nếu sau khi thức dậy cảm thấy miệng có vị chua, đây là dấu hiệu gan và dạ dày đang gặp vấn đề. Gan tăng khí, gây cảm giác mệt mỏi, tinh thần sa sút, khẩu vị kém hoặc không muốn ăn. Khi hệ tiêu hóa có dấu hiệu bất thường, cảm giác chua trong miệng là một tín hiệu cảnh báo. Bạn có biết rằng, việc dưỡng lá lách và giải độc cho gan là điều cần thiết, càng sớm càng tốt. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, tất cả thực phẩm sau khi ăn đều được tiêu hóa trong dạ dày, nơi tiết ra axit dịch mật và một số enzyme giúp nghiền nát thức ăn. Tuy nhiên, khi dịch vị của dạ dày suy yếu vì một số lý do nào đó, nó có thể tiết ra nhiều hơn bình thường. Hậu quả là dịch vị thừa thãi bị đẩy lên thực quản, gây ra triệu chứng ở chua, một dấu hiệu của hội chứng trào ngược dạ dày. Thậm chí, dịch vị này còn đọng lại ở cổ họng, gây ra triệu chứng chua miệng khó chịu. Làm thế nào để giảm ngay triệu chứng này? Đơn giản thôi, hãy thử ngậm một thìa muối. Muối sẽ giúp bão hòa lượng axit trong dạ dày, tránh tình trạng dịch vị bị đẩy ngược lên thực quản. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những bí mật về sức khỏe mà cơ thể bạn đang muốn nói cho bạn biết. Dấu hiệu thứ năm, miệng nhạt nhẽo. Bạn có thể tưởng rằng đó chỉ là cảm giác tạm thời, nhưng thực tế nó có thể là dấu hiệu của lá lách đang yếu. Cảm giác ăn gì cũng không ngon, không còn cảm nhận được hương vị chính xác là biểu hiện của một lá lách đang hư tổn. Nếu triệu chứng này ở mức nhẹ, bạn có thể nấu cháo khoai mỡ, củ từ hoặc đậu trắng để bổ sung dinh dưỡng, giúp phục hồi lá lách. Nhưng nếu cảm giác này kéo dài, hãy đi khám ngay để kiểm tra sức khỏe nội tạng. Và còn nữa, bạn có cảm thấy mùi tanh trong miệng mỗi khi ngủ dậy không? Đây có thể là dấu hiệu cho thấy phổi của bạn đang bị nóng. Nếu đúng là miệng tanh, hãy tranh thủ ăn một ít lá diếp cá, hoa bách hợp, quả sơn trà, lê hoặc hạt hạnh nhân để làm mát phổi. Tuy nhiên, nếu hơi thở có mùi, kèm theo nghẹt mũi định kỳ, đau đầu và dịch mù chảy xuống cổ họng, thì rất có thể bạn đang gặp phải viêm xoang. Khi bị viêm xoang, khoang mũi bị nhiễm trùng và tạo ra dịch mù, từ đó gây ra hơi thở có mùi. Để khắc phục tình trạng này, hãy thăm khám và điều trị viêm xoang, bởi khi viêm xoang được chữa lành, hơi thở của bạn cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Vậy, chúng ta hãy đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào mà cơ thể đang âm thầm nhắn nhủ, bởi chúng có thể là chìa khóa mở ra sự thật gây sốc về tình trạng sức khỏe của chính bạn. Vậy quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày để theo dõi thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.